Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với project quản lý sinh viên được viết bằng JavaScript. Tiếp tục ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tiếp phần việc còn lại. Đó chính là phần xử lý lưu thông tin sinh viên vào trong danh sách. Thì ở video của buổi trước, chúng ta đã thực hiện xong công việc validate form và lấy được thông tin của sinh viên từ cái form mà người dùng nhập vào. Các bạn có thể xem qua ở đây như thế này. Đó, thì phần xử lý validate form này chúng ta đã hoàn thành rồi. Đây, ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một công việc, đó là lưu thông tin của sinh viên này vào trong danh sách sinh viên. Thì kiến thức của phần này chúng ta sẽ cần, đó là kiến thức về mảng ở trong JavaScript và kiến thức về storage trong JavaScript. Thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn thực hiện điều đó. Và tôi cũng sẽ có một cái case study để làm rõ cho các bạn vì sao chúng ta cần phải sử dụng storage ở trong cái project này. Tôi sẽ quay trở lại màn hình code. Thì ở buổi trước chúng ta đã làm đến đây rồi. Có nghĩa là sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin thì chúng ta sẽ lấy ra được thông tin sinh viên ở bên dưới này. Thì để lấy ra được thông tin sinh viên ở bên dưới này, tôi sẽ tạo ra một cái biến để tôi lưu thông tin sinh viên. Thì chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu cho cái biến này là kiểu mảng để chúng ta có thể lưu nhiều giá trị với cùng một tên biến. Thì chúng ta làm như sau. Tôi để là student. Mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được một student như thế này. Đó. Và tôi lưu nó kiểu đây là sẽ là một cái object với full name. Tôi có key full name bằng cái biến full name mà chúng ta lấy được. Đó, tiếp theo là email thì nó sẽ bằng cái biến email. Tiếp theo là phone. Chúng ta sẽ lấy giá trị phone mà chúng ta lấy được. Address tương tự như vậy. Nó sẽ là address và cuối cùng là gender. Thì nó sẽ là gender. Chúng ta sẽ console log cái biến student này lên. Student. Đây. Chúng ta chạy thử lên này. Tôi F12 lên và vào tab console. Thì chúng ta chạy thử lên, nếu khi nhập và người dùng nhập chưa đúng, chưa chính xác thì chúng ta sẽ không lấy được thông tin gì cả. Nó sẽ như thế này. Tôi chọn là giới tính nam. Đó, nếu mà người dùng nhập chuẩn rồi, đó thì chúng ta sẽ lấy ra được một cái object như thế này. Và tôi sẽ lưu cái thông tin object này vào trong một cái mảng. Đó, và mỗi lần tôi lấy được cái mảng đó thì tôi sẽ duyệt cái mảng đó để tôi đổ ra danh sách sinh viên ở bên tay phải này. Tôi làm nó như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái biến là student như thế này, có s. Ban đầu nó bằng array. Đó. Mỗi lần chúng ta lấy được thông tin sinh viên thì chúng ta sẽ put student này vào. Thì tôi sẽ put như thế này. Đó. Và đây tôi sẽ put được cái mảng sinh viên này. Đây. Ok chưa? Sau đó tôi sẽ duyệt cái mảng sinh viên đó. Thì các bạn quay trở lại cái hàm, cái bảng table này. Tôi sẽ đặt tên cái table này của chúng ta có ID là list student. Đang bị trùng à. Thì tôi sẽ để là grid. Nó một cái grid view student như thế này. Ok. Grid student thế này thôi, có S. Đó. Tôi sẽ bỏ phần này đi. Tôi sẽ làm như sau. Đó, lúc này table của chúng ta không có gì cả. Đây, chạy lên, chưa có gì cả. Đây, danh sách sinh viên. Và quay trở lại phần này. Đây, tôi lấy được cái mảng. Tôi lấy được object sinh viên và tôi put vào cái mảng sinh viên như thế này. Và chúng ta sẽ, tôi sẽ đi tạo một cái biến là table content. Tôi sẽ dùng dấu, các bạn sẽ dùng dấu phẩy, nó nằm ở cạnh số 1 trên bàn phím nhé.
chứ không chứ không phải dấu nháy này, mà dùng dấu phẩy này. Và các bạn paste cái phần header của cái bảng này như thế này. Đó chính là cái tôi vừa cắt từ bên trang HTML sang đây như thế này. Đó, tôi lưu nó ở đây. Sau đó tôi sẽ đi for x cái mảng student này. Thì để for x mảng student các bạn dùng hàm gì? Hàm for x. For x như thế này. Đó. Và trong đây tôi có thể sử dụng ES6 tôi viết như thế này. Đó, thì đây là một function. Đó, và function này mỗi lần tôi duyệt cái student này tôi lấy ra được một biến student như thế này. Đó. Ok. Sau đó chúng ta sẽ gán, mỗi lần duyệt cái mảng này chúng ta sẽ gán nối chuỗi cho cái table content như thế này. Đó, và tôi dùng dấu nháy ở cạnh số 1 các bạn nhé. Và tôi chuyển toàn bộ cái này vào. Vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta phải đi truyền được giá trị tương ứng đối với từng cột này. Thì tôi giả sử ở đây tôi tạo thêm một biến là index. Và cái ID này nó là số thứ tự tăng dần của cái index này. Thì có nghĩa là mỗi lần duyệt thì tôi sẽ tăng lên 1 chẳng hạn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là thằng index này nó sẽ bắt đầu từ 0 theo key, theo cái concept key của array. Thì bắt đầu bằng 0 nên tôi cộng lên để tôi muốn nó bắt đầu từ 1. Và đây tôi sẽ nội suy vào cái biến index như thế này. Đó. Tiếp theo tôi sẽ nội suy được vào biến student như thế này. Và tôi sẽ chấm là full name. Đó. Tương tự chúng ta sẽ lấy ra email. Email. Tương tự chúng ta sẽ lấy ra phone. Chúng ta sẽ lấy ra address. Và phone như thế này. Đó. Và dưới này chúng ta muốn có hành động, tôi giả sử tôi sẽ có hai cái thẻ ở dưới này. Ahref tôi sẽ sử dụng cho sửa, tôi gọi là edit. Đây tôi có function edit. Và tôi sẽ có ahref dành cho việc delete. Đó. Chúng ta sẽ thử chạy nó lên. Ví dụ tôi nhập Phạm Kỳ Khôi, tôi nhập email như thế này, số điện thoại, tôi để địa chỉ là Hà Nội và tôi nhấn giới tính nam. Thì điều gì đã xảy ra đây? Thì các bạn thấy là chúng ta chưa chạy được. Thì tại sao? Tại vì chúng ta mới tạo ra được cái nội dung này và chúng ta chưa đủ nó ra bên ngoài view. Đó. Bây giờ các bạn muốn đổ nó ra bên ngoài view, tôi sẽ gọi đến bảng table qua cái ID này. Và tôi sẽ dùng inner HTML để tôi hiển thị nó lên, thay thế cái nội dung của table. Thì chúng ta sẽ là document.get element by ID với ID như này, .inner HTML. Và tôi thay bằng biến table content, chính là toàn bộ cái nội dung mà chúng ta đã tạo ra đây và tạo ra được ở đây. Đó. Chúng ta đang dùng những kiến thức hết sức cơ bản của JavaScript. Tôi không dùng bất kỳ một cái kiến thức nào ngoài những kiến thức basic trong JavaScript cả. Và tôi viết nó cũng khá là gọi là basic để cho các bạn hiểu được từng cái bước mà tôi làm. Nó không có gì, nó chưa có gì tinh gọn hay tối ưu cả. Các bạn nhìn thấy nó vẫn lặp đi lặp lại như này. Nhưng mục tiêu để các bạn hiểu đã. Sau đó chúng ta mới nói đến câu chuyện tối ưu. Chúng ta sẽ chạy lên. Lại lên, ví dụ ở đây sẽ là số điện thoại, địa chỉ là Hà Nội chẳng hạn như vậy. Và tôi chọn giới tính nam. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có danh sách user như thế này, danh sách sinh viên với thông tin như thế này. Và tôi có một điều nữa, đó là tôi muốn lấy ra giới tính. Thì ở đây tôi sẽ lấy ra giới tính. Tôi sẽ thêm một cột cả ở trên và cả dưới. Đây sẽ là giới tính. Thì có lẽ là tôi sẽ để giới cột giới tính này ở trên địa chỉ. Thì đây nó sẽ là gender. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có thông tin như thế này. Tôi xem lại. Đó. Thì chúng ta sẽ là giới tính là 1 như thế này.
thì các bạn nhìn vào cái cột giới tính với giá trị là 1 như thế này thì các bạn sẽ không hiểu được cái 1 này nó là cái gì. Đó, chúng ta cần làm tường minh lên. Ok, thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế này. Như chúng ta quy định trước đây là với 1 là nam và 2 là nữ thì chúng ta cần hiển thị tường minh nó hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ, nếu mà như thế này thì chúng ta sẽ kiểm tra, có một cái bước kiểm tra trên này. Tôi khai báo một cái bước, khai báo một cái là gender label. Đó có nghĩa là cái phần hiển thị của giới tính lên. Ví dụ đây, nếu thằng này là 1 bằng 1 thì tôi để nó là nam, trái lại tôi để là nữ, đơn giản vậy thôi. Đó, thì thế này tôi sẽ không hiển thị là children.gender nữa, mà tôi hiển thị cái giá trị này đây. Và chúng ta chạy thử lên. Thấy là giới tính là nữ, giới tính 1 là nam mà, 1 bằng nam, 2 là nữ. À, có lẽ là của chúng ta nó đang không phải là bằng, vì là chúng ta lấy từ input thì các bạn có thể pass in như thế này. Chúng ta có thể dùng pass in để chuyển kiểu dữ liệu. Vì so sánh bằng, nó là so sánh đồng nhất, tôi so sánh cả kiểu dữ liệu nữa. Ok, chúng ta sẽ chạy nó lên. Giới tính. Ok, nó là nam rồi. Nếu chúng ta kích vào nữ thì nó chuyển thành nữ. Đó, và đây các bạn thấy là chúng ta đã lưu được thông tin sinh viên vào trong danh sách rồi. Nó sẽ như thế này. Nhưng các bạn sẽ thấy có một vấn đề đây. Vấn đề thứ nhất đó chính là sau khi lưu xong, chúng ta có danh sách này rồi, chúng ta nhấn load lại trang, toàn bộ dữ liệu của chúng ta sẽ bị mất. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là khi tôi tạo ra một ông sinh viên là Phạm Kỳ Khôi, địa chỉ ở Hà Nội và giới tính là nam. Đó, và tôi sẽ tạo ra một ông nữa là Nguyễn Văn A. Văn A chỉ là a@gmail.com, vẫn số điện thoại này, và tôi nhấn lưu lại giới tính nam. Thì điều gì sẽ xảy ra? Thì các bạn thấy là cái ông được thêm vào sau này nó ghi đẻ thay thế cái ông ở phía trước, có nghĩa là danh sách này luôn luôn là chỉ lưu được một giá trị, một sinh viên. Đây, ví dụ tôi chuyển thành nữ thì nó sẽ lưu thành nữ. Đó, ví dụ như chuyển thành ông BBB như thế này thì nó chỉ lưu được một thôi. Đây, thì đây là vấn đề. Đó, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xử lý được cái vấn đề này, để chúng ta có thể lưu được nhiều sinh viên trên cùng một danh sách? Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta F5 lại, lốt lại cái trang này lên, thì cái danh sách này vẫn phải giữ lại được. Đó, thì đây chính là vấn đề liên quan đến việc lưu trữ. Chúng ta cần phải lưu trữ được cái danh sách sinh viên này trước khi đổ ra bên ngoài màn hình. Đó, thì cái để xử lý lưu trữ ở đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn, nó chính là cái storage, local storage. Thì bản chất local storage nó hoạt động như thế nào và chúng ta sẽ xử lý lưu trữ nó ra làm sao, thì ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm rõ điều này, và chúng ta sẽ xử lý để lưu trữ danh sách sinh viên nó ok hơn. Thì ở video này tôi đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể đưa cái thông tin sinh viên khi người dùng nhập vào ở trên form vào trong danh sách rồi. Đó, và vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ còn lại đó là làm sao để giữ lại được cái danh sách đó và làm sao để có thể đưa được nhiều thông tin sinh viên vào danh sách đó. Thì tôi sẽ dành nó cho video sau,
Vì video này nó cũng khá là dài rồi, thì các bạn hãy thực hiện lại cái phần này cho tôi ở trên máy của mình. Và đừng quên nhấn subscribe kênh SunTech Việt Nam. Chúc các bạn học tốt.